Xin chào các bạn, đây là môn kỹ thuật lập trình mã SEO 1027. Phần này chúng ta sẽ thảo luận qua về những cái vấn đề liên quan đến kết xuất ở console. Thì định dạng kết xuất ở console là một trong những cái thao tác có thể nói là cơ bản nhất mà các bạn cần nắm được. Chúng ta hoàn toàn có thể điều khiển được console và chúng ta bắt console xuất ra những gì mà chúng ta muốn. Thì phần này tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cơ bản những gì mà các bạn đã học qua rồi, tuy nhiên cũng nên chú ý một tí ha. Thứ nhất, khi các bạn kết xuất ra console, đặc biệt khi làm việc với văn bản, thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có thể xuất ra những ký tự đặc biệt. Thì một trong những ký tự đặc biệt mà các bạn sẽ để ý thấy là chúng ta có, ví dụ như ký tự tab hoặc là ký tự xuống dòng, thì làm sao để biểu diễn nó? Các bạn sẽ sử dụng những cái ký tự escape. Ký tự escape ở đây sẽ được bắt đầu bằng cái dấu xuyệt và tiếp sau đó là một cái ký tự nào đó, ví dụ như là xuyệt error hoặc là xuyệt n cho một cái dòng mới và xuyệt t cho một cái tab. Khá là đơn giản đúng không nào? Vậy thì nhìn như vậy có nghĩa là các bạn hoàn toàn có thể kết xuất được một cái output mà trong đó có cái tab mà các bạn mong muốn. Tôi sẽ cho các bạn coi một số cái code cơ bản. Thì chúng ta sẽ bắt đầu với những câu lệnh cơ bản nhất ha. Tôi sẽ kết xuất ra cho các bạn thấy. Đầu tiên tôi sẽ xuất ra, xin lỗi, name. Ở đây cái dòng đầu tiên các bạn thấy là tôi xuất ra cái tên của tôi và tôi xuống dòng. Và các bạn cũng có một cái cách khác để làm chuyện đó, đó là tôi muốn sử dụng cái ký tự n lại. Như vậy các bạn nếu như quan sát cái output của hai dòng lệnh này, các bạn sẽ thấy tôi xuất ra hai dòng text khác nhau. Bây giờ tôi muốn align cái này bằng cách là thay cái khoảng trắng này bằng một ký tự tab. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là sau khi tôi xuất ra name, tôi sẽ xuất ra một cái ký tự tab. Và như vậy các bạn sẽ thấy cái output của tôi lúc này, cái chữ tên của tôi sẽ khớp với lại cái chữ won, ha. Được không nào? Như vậy bình thường cái ký tự tab nếu như mà console nó hiển thị một cách mặc định á thì sẽ là 8 ký tự. Các bạn chú ý cái đó ha. Rồi. Ở đây tôi có một lưu ý cho các bạn, đó là ký tự xuyệt n, ký tự xuống dòng này nè, nó sẽ khác với cái ký tự n line này nha. Nó không hoàn toàn giống nhau cho nên các bạn hãy cẩn thận khi sử dụng. Được chưa? Thì thông thường khi các bạn viết code mà tổng quát trên nhiều hệ chạy được trên nhiều hệ thống khác nhau thì tôi khuyên các bạn là nên quan tâm tới chuyện này. Bởi vì cái này nó ảnh hưởng đến cái hệ thống OS mà các bạn đang làm việc. Ví dụ như các bạn đang xài Windows thì cái ký tự xuống dòng của các bạn không phải là xuyệt N đâu. Thực ra nó là hai ký tự lận. Hả? Và trên Linux thì dùng một ký tự xuyệt n và trên Mac OS thì dùng một cái ký tự xuyệt r. Như vậy các bạn sẽ thấy là nó khác nhau nhiều đấy. Vậy xuyệt r nghĩa là gì và xuyệt n là gì? Xuyệt n là xuống dòng, còn xuyệt r là dời con trỏ về đầu dòng. Chú ý cái chuyện đó ha. Mặc dù có thể các bạn chưa chưa gặp cái vấn đề này lúc này đâu, nhưng mà các bạn cẩn thận cái chuyện đó. Rồi. Chúng ta sẽ quay trở lại với lý thuyết một tí. Các bạn sẽ thấy là ngoài trừ cái chuyện xuất những cái ký tự đặc biệt đó ra thì chúng ta có thể điều khiển những cái ký tự escape khác. Ví dụ như là các bạn có thể xuất ra cái dấu nháy kép. Xin lỗi. Các bạn có thể xuất ra những cái dấu nháy kép. Thì dấu nháy kép này nếu như bạn muốn xuất thì bạn phải để xuyệt dấu nháy kép. Nếu bạn xuất dấu nháy đơn thì các bạn phải để xuyệt dấu nháy đơn. Đó là lý do tại sao cái ký tự này rất là quan trọng. Nó giúp cho chúng ta xuất ra màn hình những ký tự đặc biệt mà bình thường là không hợp lệ khi các bạn viết một cái chuỗi ký tự. Được không nào? Rồi, lưu ý chuyện đó ha. Tôi sẽ quay trở lại code một tí cho các bạn nhìn. Ví dụ như trong trường hợp này tôi sẽ để một cái code ở cái tên của tôi cho các bạn nhìn thấy ha. Và ở đây tôi muốn thêm một cái dấu nháy đơn cho cái chữ want. Và
các bạn sẽ thấy là cái tên của tôi sẽ có một cái code, được chưa, và một cái dấu nháy đơn ở chữ want, khá là đơn giản. Rồi, như vậy thì ngoại trừ cái chuyện mà kết xuất đối với văn bản thì đương nhiên các bạn cũng sẽ thấy là chúng ta hoàn toàn có thể điều khiển được cái việc kết xuất cho những con số nói chung, và chúng ta có thể cài đặt khá là nhiều cái tùy chọn cho kết xuất. Thì trong trường hợp này, nếu như các bạn muốn làm nhiều thao tác với cái chuyện kết xuất đó thì các bạn có thể dùng một cái thư viện đó tên là IOMANIP, và nó cung cấp cho các bạn khá nhiều cái tùy chọn. Cái tùy chọn đầu tiên mà các bạn có thể làm đó là set w. Hàm này sẽ giúp cho các bạn set cái độ rộng của cái trường mà bạn muốn xuất ra. Và ngoài ra các bạn có thể dùng những cái cờ như là left, right, internal để cài đặt cái alignment cho output của các bạn, ví dụ canh trái, canh phải, vân vân. Mặc nhiên các bạn sẽ canh bên tay phải khi các bạn sử dụng những cái lệnh kết xuất này. Tôi sẽ thử cho các bạn coi ha. Rồi, chúng ta sẽ quay trở lại với cái code này một tí. Bây giờ tôi sẽ set độ rộng cho cái code của tôi là 8. Được chưa nào? Và các bạn lưu ý ở đây là các bạn lưu ý ở đây là bây giờ tôi không cần dùng ký tự tab nữa. Như vậy chuyện gì sẽ xảy ra? Khi tôi không dùng ký tự tab nữa thì có nghĩa là lúc này tôi sẽ in ra cái name 2 chấm này với độ rộng là 8. Và sau đó tôi sẽ in tiếp cái tên của tôi. Như vậy cái các bạn nhìn thấy ở output sẽ là gì nè? Cái các bạn nhìn thấy ở output sẽ là cái name được canh bên phải mặc định ha. Như vậy nếu như tôi muốn canh trái thì tôi sẽ làm một cái động tác là tôi set cái toán tự, cái cờ canh trái ở đây. Được chưa? Và đương nhiên cái name đó, cái mà bạn muốn xuất ra với độ rộng là 8, nó sẽ được canh bên trái. Và như vậy cái output của bạn sẽ xuất ra từ ký tự thứ 9 trở đi. Như vậy có nghĩa là chúng ta hoàn toàn có thể arrange được cái mà chúng ta muốn xuất ra là cái gì. Như vậy tôi sẽ thay đổi cái age ở đây luôn. Xin lỗi. Nhìn khá đơn giản đúng không nè? Các bạn sẽ không mất quá nhiều công sức để làm cái này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thấy là xuất văn bản là như vậy. Nhưng mà xuất số thì như thế nào? Xuất số nó có những cái vấn đề riêng của xuất số. Thì chúng ta bắt đầu xem xét ha. Các bạn sẽ thấy là để xuất ra số thì về nguyên tắc các bạn cũng làm y chang như với cái văn bản thôi. Tuy nhiên có một điều mà các bạn lưu ý là số đây thì bây giờ nó sẽ có cái vấn đề là độ chính xác. Thì nếu như các bạn muốn xét độ chính xác thì các bạn sẽ dùng một cái hàm là precision. Thì hàm này sẽ giúp cho các bạn xét cái độ chính xác cho con số. Các bạn có thể gọi nó theo hai cách. Hoặc là bạn dùng cl.precision, tức là bạn gọi một cái phương thức của cl. Hoặc bạn có thể gọi cái set precision một cách trực tiếp thông qua cái toán tử này của cl. Đây là hai cách này tương đương nhau, các bạn có thể dùng cách nào tùy các bạn, được chưa nào? Tuy nhiên các bạn hãy nhớ là cái precision này nó có một cái hơi đặc biệt. Tôi sẽ cho các bạn coi qua một cái ví dụ để các bạn hình dung. Bây giờ giả sử như tôi có một biến là age và tôi có giá trị là 21. Và lúc này tôi muốn xuất ra là cái này, age. Okay. Và tôi muốn set độ rộng cho cái này cũng là 8 luôn. Được không nào? Rồi. Các bạn lưu ý ha, khi chúng ta set độ rộng thì cái độ rộng của các bạn set á, nó ảnh hưởng đến cái output tiếp theo, và sau đó cái độ rộng nó sẽ được reset về mặc định là 0. Cho nên nếu như các bạn muốn cái output tiếp theo cũng được xuất ra trên một cái trường có độ rộng 8 thì các bạn phải làm như vậy. Rồi,
Bây giờ tôi sẽ chạy thử và các bạn sẽ thấy là lúc này cái kết số của chúng ta là 21. Đúng nè, mọi chuyện bình thường. Bây giờ nếu như tôi có một cái lệnh và lúc này tôi gọi set precisions và tôi set là 1. Các bạn đoán sẽ là gì nè? Lúc này tôi sẽ chỉ in ra một chữ số cao nhất, bự nhất có ý nghĩa thôi. Đúng không? Nào. Điều này không áp dụng cho số nguyên, các bạn lưu ý ha. Tại vì như các bạn thấy là đối với số nguyên, các bạn có bao nhiêu chữ số thì nó phải in ra hết. Tuy nhiên, cái này sẽ khác nếu như các bạn xuất số thực. Xuất số thực nó có một cái chuyện là gì? Số thực thì nó có dấu chấm động, có nghĩa là trước dấu phẩy và sau dấu phẩy thì sẽ như thế nào? Nếu như tôi set độ chính xác của tôi là 1, xin lỗi tôi sẽ sửa cái này một tí. Rồi. Như các bạn thấy là chúng ta có một số thực ở trên này. Xin lỗi. Chúng ta có một số thực ở trên này với độ chính xác khá cao đúng không nào? Bây giờ tôi set cái độ chính xác của các bạn là 1. Như vậy cái mà các bạn nhìn thấy xuất ra trên màn hình lúc này sẽ là cái gì? Không phải là 21.1 đâu. Tại vì nhiều bạn sẽ hiểu nhầm cái set precision này là set độ chính xác sau dấu chấm phẩy, sau dấu chấm không có. Nó là set độ chính xác dựa trên số chữ số có nghĩa đối với số thực. Như vậy nếu như tôi chỉ có một chữ số có nghĩa thôi thì lúc này tôi sẽ xuất ra 2 và phần còn lại sẽ bị bỏ qua, coi như cái đó là không không quan tâm nữa. Như vậy cái mà tôi thấy trên màn hình lúc này sẽ là 2 ơ cộng 1, các bạn nhìn ha. 2 ơ cộng 1, ơ cộng 1 nghĩa là gì? Ơ cộng 1 là 10 mũ 1. Được chưa nào? Như vậy các bạn sẽ thấy là cái chữ số có nghĩa duy nhất lúc này là cái chữ số lớn nhất mà các bạn có là chữ số 2 thôi. Như vậy giả sử như tôi muốn độ chính xác của cái output này là 5 chữ số, như vậy tôi sẽ set cái này là 5. Như vậy các bạn sẽ thấy là 5 chữ số này có nghĩa là 21.123 chứ không phải là 21.12345 đâu. Hả? Các bạn nhìn cho kỹ. Được chưa nào? Như vậy cái set precision này các bạn phải hiểu cho đúng để xài không có bị sai. Lưu ý nha. Rồi. Như vậy thì đôi khi chúng ta cần set độ chính xác với số chữ số sau dấu chấm động chứ không phải là số chữ số có nghĩa. Như vậy thì nó sẽ thành một cái vấn đề mà các bạn phải lưu ý khi xuất ra màn hình. Nhưng mà trước khi nói tới chuyện đó thì các bạn nên lưu ý là gì? Mỗi lần chúng ta cài đặt cái độ chính xác này nọ, chúng ta thay đổi format cho những con số thì cái cài đặt cũ sẽ bị mất đi. Như vậy đôi khi các bạn sẽ có nhu cầu là các bạn phải lưu lại những cái độ chính xác cũ đó. Nếu muốn làm được chuyện đó thì các bạn nên khai báo những cái biến để lưu. Thì ví dụ như trong trường hợp này tôi có thể dùng cái biến là old setting với cái kiểu của nó là format flag để lưu lại những cái cài đặt cũ, cài đặt format. Và để lấy được những cái setting cũ thì tôi sẽ gọi cái phương thức flag của CL. Tương tự, tôi có thể lấy cái precision cũ của CL bằng cái hàm precision này và tôi khai báo cái biến precision mà tôi muốn lưu lại là old precision. Thì trong trường hợp tôi muốn set một cái độ chính xác mới thì tôi có thể set độ chính xác mới, muốn tôi phục hồi cái độ chính xác cũ thì tôi xài lại những cái biến cũ này ha. Cái phương thức thì nó khá đơn giản, các bạn yên tâm. Như vậy thì chúng ta sẽ quay trở lại với vấn đề xuất trên số thực. Thì giả sử là các bạn xuất mà các bạn muốn cái độ chính xác sau dấu chấm, như vậy các bạn sẽ làm gì? Lúc này các bạn sẽ xài một cái chúng ta gọi là định dạng dấu chấm động với tùy chọn là cố định. Như vậy lúc này chúng ta sẽ set như thế nào? Các bạn sẽ dùng cái hàm setF, cái phương thức setS này của CL, và các bạn sẽ cung cấp cho nó hai cái cờ, một cái cờ là fix và một cái cờ là float field. Lưu ý hai cái cờ này đều được định nghĩa trong cái namespace là iOS. Lưu ý ha. Các bạn có thể làm một cái cách đơn giản hơn đó là gọi cái fix trong
cái toán tử suất luôn. Cái này khá là đơn giản. Nếu như các bạn muốn phục hồi lại thì tương tự, các bạn chỉ reset cái tham số đầu tiên là về 0 là được ha. Tôi sẽ cho các bạn xem cái code hồi nãy. Rồi, chúng ta quay trở lại đây. Tôi sẽ làm một cái động tác là xin lỗi. Điều này có nghĩa là gì? Tôi muốn cái kết xuất của tôi bây giờ là xuất ra theo dấu chấm cố định chứ không phải là dấu chấm động nữa. Vậy nếu như tôi set cái tùy chọn của tôi là dấu chấm cố định chứ không phải là dấu chấm động thì tôi có quyền set precision. Giả sử như bây giờ tôi cho các bạn xem là tôi muốn độ chính xác của tôi là một con số sau dấu chấm cố định. Như vậy thì cái các bạn xuất ra ở đây sẽ là 21.1. Nhìn cho kỹ nha. Được chưa? Nếu như tôi muốn độ chính xác của tôi là 5 số sau dấu chấm thì lúc này tôi set cái này lên 5 và các bạn sẽ có 5 số sau dấu chấm. Được không nào? Cũng không đến nỗi là khó hiểu. À, tại sao lại là 1, 2, 3, 4, 6? Bởi vì chỗ này các bạn có là chấm 1, 2, xin lỗi. Chỗ này các bạn có là chấm 1, 2, 3, 4, 5. Nhưng mà sau số 5 thì nó là 6, 7, 8, 9. Có nghĩa là nó quá quá nửa rồi. Cho nên nó sẽ tự làm tròn là 1, 2, 3, 4, 6 chứ không còn là 1, 2, 3, 4, 5 nữa. Đó là lý do các bạn thấy cái độ chính xác nó thay đổi ha. Thì cái việc mà cài đặt cái output của các bạn là dấu chấm cố định hay dấu chấm động thì là quyền của các bạn. Tuy nhiên các bạn sẽ phải chú ý cái chuyện này. Các bạn đang muốn mình xuất ra cái gì, các bạn hoàn toàn điều khiển nó. Lưu ý chuyện đó nha. Rồi. Thì đó là những cái lưu ý cơ bản cho vấn đề về cài đặt cái định dạng đầu ra. Thì phần sau chúng ta sẽ bàn tiếp những cái vấn đề nâng cao hơn một tí, nhưng mà các bạn lưu ý là các bạn thực tập cái chuyện suất này, định dạng đầu suất này càng nhiều thì các bạn sẽ càng hiểu rõ hơn bản chất của vấn đề. Cảm ơn các bạn.